Rồi sáng mình với Vũ đi thảm được rồi nè, anh em 6 cần rồi các bạn ơi, còn 3-4 cần nữa. Cái khúc kia ngon lắm mà không có tát mà gian được câu. Ui, gì tụng tụng á. Wow, tới đây, cái cần này. Wow, mất có 2 cần đó. Cái cần của anh này, cần lâu đây muốn rồi này. Thôi đâu, thử vô. Mất cần vô đây này. Mất 2 cần rồi đó. Ai lấy rồi ta? Ai lấy không? Cái gì cứng mà. Chỗ đây luôn á. Đem cần với chỗ cái lỗ đó một cần. Hai cần nữa. Thế ai nhậu? Ai đã trộm màu? Nếu bạn đi mắt nó muốn liền đúng không? Ai đã trộm rồi? Cô có là mày lấy đó, đúng không? Có mấy cái gì cần không, mấy cần không kia có chục cần thì tao không lấy, thấy hai cần này. Anh em ơi, hôm nay là bước sang ngày thứ 6 nha các bạn ơi. Quay con cá lóc toàn được một con cá lóc à. Con cá lóc đẹp hôm anh em mình nấu cháo nhưng cũng chưa nha các bạn ơi. Em bây giờ tính làm món gì đây? Bây giờ định nấu cháo ăn, nhưng mà bây giờ thì ngày hôm nay thì cũng lương thực anh em mình gần hết rồi các bạn ơi. Gia vị cũng gần hết rồi, bây giờ anh em mình quyết định mình phải về nhà để cho anh em thăm gia đình một xíu nữa các bạn ơi. Rồi anh em mình về nhà có thích ăn món gì thì mình ăn cho người lấy lại cái năng lượng, rồi anh em mình bữa sau anh em mình lên tiếp tục mình chiến đấu tiếp. Ở đây về nhà tìm gì có mình ẩm thực đây. Thì về nhà anh em thích ăn món gì? Cái lóc này tôi dự trữ tôi làm khô nha. Cái lóc này làm khô được không? Sao không được? Được. Ông tin tưởng tôi đi. Với lại toàn coi mấy cái khô cá rô gì của em ấy là nghiên cứu lại để bữa sau mình đem lên lương thực khô nữa. Okay. Mình dự trữ. Bữa nay mình về là bữa xe mình lên lấy cái khô để mình khô mạng được á. Em cầm về cho. Thùng gạo đây bữa mình đi mình đem 14 lon. Đúng 14 lon nha. Bây giờ nó còn cỡ tầm nửa lon à. Anh em mình rồi. 5 ngày rồi. Ngày đi xéo này. Ngày xéo rồi các bạn. Ngày xéo mình tính đi 5 ngày mà 14 lon một ngày gần 3 lon. Anh em nghe gần 3 lon. Bây giờ thì anh em mình tới chủ đề review tóc và rau nha. Cái rau thì dài hơn. Mấy ngày mà trễ giờ luôn. Em bỏ mũ xuống coi thử 6 ngày hôm nay không cạo rau cạo tóc tóc dài tới đâu rồi, cho anh em xem. Nhưng mà em nghe coi rau dài tới đâu rồi. Cái bữa đầu tiên đây là cạo rồi nha. Em quay không có rau. Đâu đâu có. Đâu đâu sướng không có còn rau nào sướng không? Không phải. Bữa cách đây 3 ngày ông Toàn cạo đầu lụm cái dao cạo tôi cạo. Có cạo không hay là không có rau sẵn? Cạo rau mà. Anh Toàn đang đâu? Toàn đang là bữa cạo rau rồi, cạo tóc rồi đúng không? Ừ. Toàn lấy cho Lâm cạo. Còn bình thường nha, còn Vũ đây. Cô trụ điện. Đây cho anh trụ điện Vũ mềm như thế nào. Đó, 6 ngày thì rau tóc được bao nhiêu đây các bạn? Rau về 20 mét không trời. Vô đúng rau phở lúa rồi. Vũ nhìn anh cái nào, nhìn anh nè. Còn anh coi thử đây là ria mép. Ria mép. Ria chứ phải rau. Ừ, đây người ta gọi là ria chứ không rau. Anh zoom nét lắm mà sao anh không thấy sợi nào ta. Mình 6 ngày thì tóc của mặt bao nhiêu đây các bạn ơi? Đầu mình bây giờ nó cũng hói rồi các bạn ơi. Bề hôm tóc mình nó không hói, bây giờ càng ngày nó sao càng hói. Còn đẹp trai không? Để râu luôn hay sao? Hay là cạo cho sạch sẽ, nhìn anh em mình để râu tóc nhìn. Thôi về để đúng cạo râu, cạo tóc đi. Những nhìn dơ ơi. Để bữa sau tôi thử để râu trong vòng 1 tháng nữa đây. Giờ anh em mình về mình dọn về mình gom một số đồ thôi rồi mình để lại, chứ mỗi lần vận chuyển là mỗi lần khó khăn nha. Về nhà anh đi rồi tính tiếp nha. Rồi về nè các bạn ơi. Nó cứng rồi anh em ơi. À nó cứng, nó khô ráo rồi. Đây gọi là cá khô một nắng hết ta. Ở đây chiên ăn ngon nè. Để lâu quá. Phải có nắng nó được nha. Khô quá không ngon đâu. Ok. Ủa mà sao phải mấy con ruồi nó cứ bay bay ta? Nó phải vậy á, kiểu nó phải vậy à? Kiểu phải vậy sao? Do mình không có gia vị gì đâu mà. Đúng rồi. Nó không có ớt cây nó mới ní chứ đây mà. Em làm siêu cây cho mấy con ruồi nó phải bu đi.
Đây này, ớt bột, đã mất bột nhiều các bạn ơi. Đây này, mình đã nêm bột nêm cà no, muối, bột ngọt, mắm với một xíu đường các bạn ơi. Đây mình trộn đều lên tẹp để tầm cỡ 15-2 phút cho ngấm gia vị. Bắt đầu mình đem tẹp dĩa mình phơi các bạn ơi. Đây mình dự trữ lương thực kia, bây giờ nghỉ dịch nó còn dài dài nữa. Anh em xem thứ toàn làm có đúng không? Anh em rành rành chỉ nha, để lần sau rút kinh nghiệm nha các bạn. Anh em miền Tây là món này đặc sản này, chuyên gia luôn. Đặc sản anh em như ở Cà Mau hay sao á. Dĩa mà ơi, kịp dĩa nha, nó khoai căng mà sao. Đúng rồi, kịp dĩa cho thẳng con cá cho đẹp. Mình xỉ hết trơn, mình xỉ ra cho thấm gia vị cho dễ khô mà ơi. Đẹp chứ, chuẩn đấy, đẹp không? Chuẩn vị đó. Bây mình pha đi mát tôn cho nó nén có độ cao này nhá, có nhanh khô. Mát tôn má mình cũng phơi gì lúc cũ đi quá. Phải ớt á, ớt để làm món siêu cay cho anh em các bạn ơi. Đó, đẹp phơi làm cả hai nắng với nhà đất thân thương các bạn ơi. Đúng là đi đâu cũng nhớ nhà. Cái nhà đất nhìn thấy nó thân thuộc sao sao ơi, nhìn cái màu nó hình như mình nhìn mình không thấy mỏi mắt nha. Anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ cái anh đây muốn nhớ cà dầm tương ấy. Ủa nhớ bây giờ ăn cà dầm tương hả? Ừ. Anh em ơi, anh em mình lên đồng thì hôm nay là cũng hứa anh em là về bây giờ anh cấp mỗi anh em 500 ngàn để anh em muốn ăn cái gì thì ăn thoải mái luôn các bạn ơi. Mà đi chợ được đâu mà cắt tiền. Thì đó. Đâu có gì để mua đâu. Vẫn được nhưng mà bây giờ nói chung chợ thì vào kiểm tra đồ với lại sợ lây đồ khó khăn đó các bạn ơi, nguy hiểm lắm. Vô đâu mua gì? Đâu bán đâu. Bò heo là dịch cũng đâu ăn được đâu. Bán ra mà. Không ăn đâu. Cho nên bây giờ anh em mình chốt nãy giờ anh em mình suy nghĩ là anh em thêm một món nha, món chung nè. Bỏ phiếu nhiều nhất đó là anh em mình ăn cái món gọi là bánh tráng mà cuốn với rau nhà mình á các bạn ơi. Rồi xong rồi lục lục thứ trong tủ lạnh hay ấu trứng gà có còn cái nào không, anh em mình chơi cái món đấy. Món đấy gọi là truyền kỳ mà ăn món nhiều đình đó. Không biết hôm nay mình đi gọi gà đi đi ăn biết. Món này món này bánh tráng vô ăn nó no nữa. Trứng vịt cũng được, ăn như trứng gà. Không, mà công nhận cái món đấy nó dễ ăn á. Bây giờ anh em mình nghiên cứu mình làm cái món này nè. Anh em thấy được không? Được chứ. Nhưng mà anh em muốn ăn gì thì cứ ấy nha. Không quan trọng. Ăn đó là ngon á. Ngon không? Rồi bây giờ thì anh em mình đi set up đi, tranh thủ về còn đi mấy anh em về thăm gia đình nữa. Rồi chuẩn bị ngày mai lương thực đầy đủ các kiểu rồi anh em mình chiến tiếp nha. Nguyễn bây giờ đi quay xem về thăm vợ con ấy. Bây giờ đang đeo chẳng bên kia thôi, bữa nay cũng con cho đi được, không sao. Rủ về thôi mai. Bây giờ tôi chứng bò tôi với con tôi với ai? Bà gái. Bà gái. Rồi bà gái chở đi chơi liên tục mà 6 ngày, 7 ngày này không chở đi chơi nói gì không? Nói gì đâu, phải thông cảm mà. Người yêu mình đang đi làm việc rồi vậy chứ nhưng không hả anh thấy em để tóc dài cũng đẹp á, hai anh em mình để tóc dài thôi chừng nào mà hết dịch mà mình cạo đầu không chừng nào cạo mà thì giờ để tóc nhìn anh thấy bộ râu em đẹp quá mà chủ để tóc dài nó tóc quán á, râu em thấy dầu dung hoàng văn trường đẹp ghê quá mà dung trường vũ nha. Trường vũ. Bây giờ anh em mình triển khai thôi các bạn ơi, má mình vẫn chưa trồng rau chưa kịp lên nè các bạn ơi. Đây là đâm rau để tranh thủ sợ dịch, nếu lâu thì có mới ăn các bạn ơi. Giờ em mình hái quế, quế nhà này thơm lắm. Quế u nắng quá khô hết mấy cây không vui uống ở đồng nè. Quế tốt, quế mức rượt không? Quế mình trồng nó thơm lắm. Quế mà wow. Sâu sâu mức xuống ghê quá. Nhát sâu sâu xuống nó mới sinh ra nhiều nhánh nó mới ngon được. Thơm ghê không? Quế mà quế mình mua nó lá nó bự mà nó có thơm. Nhát không vui với mới ra rồi tiêu tô rồi nữa. Rồng má nữa. Có gì ăn đấy. Quế đủ hết trơn à. Không ăn nhiều quá không ăn. Quế mình trồng này thơm ghê. Nói chung rau trồng cái gì mà ớt nữa nè. Còn gì cuốn được lá tí tô nữa nè. Vậy là có gì mình chạy nấy chứ bây giờ sao. Chứ làm thêm cây chú cây cây non thôi. Đúng không? Đúng á, ngoài thím đi. Đúng đây chứ chắc con á. Chú đây sắc sống ăn hợp lý không đẹp. Chú gờ cục tác nhiều ghê gớm toàn ơi. Ăn không? Để thím cho con. Để biết sao đi, bữa nay mình ăn no ăn sáng trước đã. À, thím ở nhà quê em biết đâu. Có gì thảo lạ lắm, xin là cho các bạn ơi. Nhà quê mà. Gió nhà ông có thường ăn cây không gió? Có chứ, cái này sức sống ăn ngon lắm chứ. Sao ăn ngon á. Nói chung cây chú chắc con thì nó về quá, mình chặt ăn bớt cũng được, nhưng nó về quá nó cũng không có buồn bao nhiêu các bạn. Về quá nó rập. Đâu, lò cỡ dài là đây mình về sức sống ăn bánh tráng lại với bà bạn ơi. Non quá mà, tráng trẻo. Chú chát rồi. Chú với bạn ơi, nước nó đỡ đen.
đây cái loại rau rơm thơm của Huế. Này có salad nè. Miếng bắp gà sao? Rồi con Hiền làm gì ở đây? Hiền, sao vậy? Hai miếng bán sao? Cái miếng này ngon lắm. Miếng này miếng nó không có sơ. Muối không à? Chứ ngon nó chết ra nha các bạn. Ồ, nó chết nhưng mà mấy cái chi được 5 trái bự, xếp nó bự các bạn. Đây bên trạng bị hôm lúc nhỏ mày hay đi đá nhắn nhạy trên tay nhớ không? Chuyên gia nuôi nhắn nhạy ngay chỗ cái mít đây nè. Cái này bị hôm bắt nhắn nhạy nó còn thấp chủng. Cái đây cũng tầm giớt hai mấy năm rồi nè. Vậy? Gà đang đi. Đụm luôn hả? Đụm luôn chứ nào. 2, 4, 6, 8, 10 trứng các bạn. Ê, mới đi, trứng là mới đi hiện. Ừ. Còn ấm hiểm, ấm hiểm đúng không? Ấm ấm. Nhà mình còn mỗi con mấy con gà, bữa nào chắc mấy gà chứ cũng tiện đi hết luôn á. Nói chung gà đây đi nó cũng lấy trứng ăn chứ không có trò ấp nha các bạn. Gà là giống gà là sao cái đít bầu 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 ha. Bà đó bữa là dịch cái mát bà lên bà mua hôm nay con về thả để cho nó ở bên cho nó ăn ra ăn lúa rồi ngon ngon cái dịch quá không có đồ ăn cho mình bắt làm thịt chứ. Bán được cái cũng còn rỉ 80 ngàn ký mà gà kiểu gà nuôi lai lai về mình cho ăn lúa lại nó ngon à. Dạ. Wow. Đụng cái mít cái u cái đầu luôn. Bữa nào mình lên đây mình hái cái mít mình để mình giấu luôn mày. Được không? Để mình ăn luôn. Mít ướt mít ráo hiện rồi. Không, mít xịn lắm á. Xịn nha. Gì? Wow, nó đĩa hoài luôn á. Đĩa hoài luôn nào. Dễ đạp với ta. Trời ơi. 11 trứng. Đĩa hoài luôn nè các bạn ơi. Ừ. Cứ mấy, con đĩa hoài á. Mấy gà đâu cho nó nắp ra, ấp nó cứ phá. Nuôi gà con không có được. Nắng mì là quê mình là bánh nắng gọi là sâu nhất này. Mì đây mì nhì nha các bạn. Còn mì nhất nữa, mì nhất nó treo hay mì nhì nó treo nữa? Gì? Mì nhất á. Không biết đó. Gì quá. Nhất nhì tôi cũng rõ nữa. Nhất nhì nữa là vô bụng ngon rồi, giờ đó bụng rồi. Ăn vậy là càng việc sơn hào hái bị dẫu. Trứng gò mình nó khác nha, trứng gò mình nó màu vàng. Còn trứng gò mà... Công nghiệp á. Công nghiệp á, nó màu hồng. Rồi, mời anh em. Dẫu. Còn chì nữa anh em, làm luôn đi anh em ơi. Xuất phát đi. Sùng mém ở nhà luôn các bạn ơi. Mắm nem ở nhà luôn các bạn ơi. Trong đợt đầu đi anh em mà có ai về đi cách ly rồi đợt nào về mà có anh em vô bờ hết chưa lại hôm ấy. Toàn hôm dự đoán trúng tỷ số hết giỏi quá. Một điều ấy. Trúng tỷ số rồi trúng thằng ấy vô địch luôn. Hey. Chọn ấy vô địch với tỷ số một điều ấy. Hôm tôi ngủ với. Thế mà chọn thằng đó. Tôi thấy chim bao mà tôi ngủ thấy chim bao mà. Toàn là hôm là nó theo anh luôn ăn. Theo anh đó Toàn. À mà. Hôm tôi thấy Messi bên đầu ý cầm cúp mà thấy bao. May ông ta với Toàn chơi ai thua kêu bằng anh là tao tiêu rồi, kêu Toàn bằng anh rồi. Thôi đâu, kêu bữa thôi chứ đâu kêu hoài đâu mà. Kêu hoài không chứ. Thì lật ngược mình thế cũng được chứ đâu mà. Kêu anh rồi mình tỉ lại chứ đâu. Rồi à, miếng mắm vô đó. Không. Biển vô ăn luôn chứ. Mà đây nha. Mình định chiến rồi. Mà đem nha. Đó, giờ phút hưởng thụ rồi các bạn ơi. Bánh cuốn đẹp luôn à. Cái loại có bánh mì là dễ cuốn nè. Mém thôi mà. Mém cậu cho mày. Mém lá mít cá chủ hay không? Chủ lá mít. Rồi ở nhà mình luôn em đẹp. Ê bà rồi sạch luôn. Đây đúng rồi, cây nhà lá vườn nè. Con gà vừa đĩ nó hỏi anh bay vườn quốc luôn toàn. Đang đĩ luôn. Một con thấy anh nó sợ là nó chạy đĩ ngoài đất luôn. Trứng đang ăn mới ngon. Chạy lột trứng nó hoài luôn á. Trứng đó người ta kêu là rụng trứng á. Trứng hiện nó sợ, dĩ đụng qua được. Vậy tôi tướng nó sợ ta rụng trứng nha. Đấy người ta gọi là rụng trứng á. Chứ mấy người ta kêu thấy trời đẹp rụng trứng, làm có vụ thấy đẹp rụng trứng. Gà thấy anh rụng trứng mà. Gà thấy người là rụng trứng chứ có người gái đẹp. Làm có vụ gái thấy đẹp rụng trứng. Ủa, không có. Một tháng rụng. Có. Cái bắp chuối này, cái cây chuối cây làm rau sống ăn ngon ghê chứ bộ. Đây mình thiếu xà lách dưa leo các bạn. Mình ăn cái leo này nó thơm. Bạn lên Facebook cứ nói kêu thấy trà đẹp cái rụng trứng. Bữa nay làm clip cho anh em, mấy anh gò rụng trứng hiển quay cho anh em thấy không? Gò thấy trà đẹp rụng trứng luôn. Chứ sao? Chứ làm con gái người mà thấy gà đang trong chuồng thấy anh lật đĩa luôn mà. Rụng trứng á, đĩa xong lo chạy. Hai cái trứng nó nhìn màu vàng. Cái xe mình chuyển qua cái câu nói mới gò thái hiển rụng trứng gò thái hiển rụng trứng, hiển rụng trứng. Mà anh em cuốn nữa nha, sáng giờ cũng đói bụng mà. Nghĩ cho phí mày vô ăn cho anh em vui miệng. Nói là chúng mình làm rồi, anh em cuốn rồi bánh tráng nở ra lắm á.
nước nó rồi. Dầu đi đơn giản thôi chứ cần gì phải cao sang mấy bò, vậy. Bò bốn người mà rượu bao nhiêu toàn không à. Nào hai đứa nó làm gì xong rồi rồi qua ông ra nhớ. Mà chịu anh em nhậu đi thì anh không về được đâu. Về được. Qua qua thêm giờ. Thêm giờ chứ, giờ bỏ luôn sao? Đang bầu nữa mà. Ra đây để dành chiều ăn chanh ngon rồi. Chú, hai chạy mà tôi không làm clip, ông bạc hai ba cái trứng gò vô nách nè. Tôi giấy ông cái ông rồng trứng. Dạ rớt trứng ờ. Còn có khen như ông Hải nữa. Lấy cái gì cột như ông Hải, anh Hải. Xói, xói. Xói. Ê, như vậy không, thôi. Cái đấy chú Hải làm giống như tôi là không giống đâu. Anh em, như vậy thôi, với cuộc sống mình cứ tèn tèn vậy thôi, chứ cần gì phải cao sang mấy vậy đó. Đã khổ rồi, trong đừng khổ hơn nữa thôi. Ừ. Mà mốt lại làm từng rồi. Có chứ. Thì mai ăn mốt. Mai mà nếu anh em khỏe là mốt. Còn nếu không có gì mình mai chiến luôn. Tôi thích sống trên này. Mà sợ là không có nhiều cái gì hay, sợ mình đi lặp lại nhiều quá. Sao? Nó hết ý tưởng. Khi ông tập cho anh em thích nghi với cuộc sống mà khổ này để mai mốt anh em mình khỏi bơ ngỡ. Đúng không? Không tôi hiểu khỏi bơ ngỡ. Giờ nói gì á, đợt xe làm cho đánh nó gần quá. Nó hít cũng gần hết đồ ăn á. Cho đi tìm xa xíu. Đúng không? Muốn đâu đi chứ? Cho miếng nó đầm nó chứ. Mình kiếm thêm ra á, chỉ gần mình em mới đánh hết đầu. Do xa nó bên làm biến đi trời nắng thôi chứ. Bây giờ xin tập đi. Không tập mà phía mưa mà đó á, đi về mà không được hai ba cái số, hai cái số được mà. Đúng đạn, đi coi khu mưa mà đó á. Đường đồng nó thông mà. Đi về mà tròn á, đường đồng mà đồng thông mà đi đường đồng này qua đồng khác bình thường. Đây cái mưa mà đó mẹ. Đổ view vậy. Đi dọc cái bẫy xuống nè. Đây có cái mương bự chà bá mà. Có cái bẫy xuống rồi nha, mấy cái ai xung phan mà thấy không. Một cua bát ốc sống 3 ngàn. Đúng mẫu địa danh nó có mẫu đồ ăn, chỗ đồ ăn khác nhau. Ở mình cứ có rô phi rồi chứ ốc, cua, một chỗ khác. Ở mình không có cá rô kiến à? Ở mình không có. Lâu lâu mới có con một, con hai. Mấy ngon quá. Ăn mạnh không? Ừ, đó. Ăn mạnh chứ. Còn phát nữa là tao đĩ liên động bây giờ, đĩ đóng nữa. Muốn không, tao vô nó đụng trứng rồi ăn tiếp. Làm kèo tới này, tới này nó còn không em? Hay bữa nào mình lên mình đem thêm bầy gà, kẹp gà nữa. Đem thêm bầy gà con nó đĩa nó mình đỡ luôn hết luôn. Đường nào mình cũng đem thêm thân thật thêm. Đem cái mít nữa không? Đem cái mít nào? Mít nữa. Con mít dài dài nè, đem nhấn luôn. Mình ở mình phải duy trì vậy chứ mai có cái cung cấp nữa. Nó phải kéo dài thời gian nha. Hay mình mua thêm 20 trứng lộn lên mình ấp luôn. Ấp cho nở. Để cho nở mình thả vào quay xong. Ấp dịch luôn á. Ừ, được không? Vừa mai mốt tôi nghĩ dư bắp tôi làm chân vịt luôn. Áp tôi bự con tôi để vũ nó áp này bụng bự này. Cái lệ mình ở quê này đám dưa nó lớn sức dưa mình ở luôn không tợ. Xem ông bán dưa ông làm mướn luôn, mình làm mướn luôn. Ông bán dưa ông làm ông cho mình luôn á. Người ta hái trộm á. Canh dưa không? Ừ. Người ta hái trộm á. Dưa đám lúa thu hoạch luôn. Ừ. Ông là còn đỡ nha. Còn ổng mà lỗ ổng hào dưa ổng đâu thừa mình cũng mày vậy. Kêu dưới nặng. Ê. Mấy này mà gần ổng dưa thấy ổng đang làm trước nha. Toàn. Ừ. Nó có gì nếu mà ấy dễ mình làm luôn. Ok. Hay á. Đúng rồi. Trong cái khó nó ló cái khôn đúng không? Chả đi ăn cắp nghề luôn á. Đúng rồi. Mình tới rồi mình đi làm cái bộ một cái mẹ xe ảnh cha con có á. Nguyễn kêu trong cái khó nó ló gì? Nói không. Ờ. Nhiều lúc nghĩ mà trong cái khó nó ló cái nghèo nữa. Trứng gà ngon không? Giá trị. Anh em ơi, ăn nữa vô đỡ thêm nha. Sao nè, đổ mấy trứng vậy? Người ăn được ăn cho hết. 10 trứng rồi. 10 trứng mà trứng gà vậy ta. Nhỏ mà. Mời ông làm á, là ông phải làm cho sai bản quyền một chút nha. Ông làm giống quá ông kiện bản quyền đi tù á. Mày Vũ quyết định về nhổ mấy trụ điện nha. Về làm nhổ trụ điện nha. Không được nhổ, tỉa đâu. Em tỉa rau kiểu mà rau em để Philly tỉa trên giữa nè. Không em tỉa trên giữa rồi để 2 mét đâu. Hoặc là em tỉa 2 mét để trên giữa. Thôi nhìn giống ấy quá. Anh em ơi. Rồi anh em mình lâu lâu thì cũng về được nhà nè các bạn ơi. Ôi cảm giác thật phê thiệt các bạn. Về thấy cái cảnh tượng thấy nhớ nhớ như thế nào luôn anh em. Cũng giống như anh em mà ở thành phố nè. Được về quê nha các bạn. Rồi vậy mà cảnh mà mình có người yêu có vợ mà bả 8 ngày mình không gặp sao đây. Đúng rồi. Anh em ơi, mình xin tạm dừng clip tại đây nha anh em. Cảm ơn em rất nhiều rồi quý ủng hộ anh em Sơn Dược Vlog nha. Anh em nào mà nếu rảnh mà mùa dịch này không làm anh em cũng
cũng nên có một chuyến trải nghiệm ra đồng rồi này, vậy nên cảm giác cũng là ok lắm các bạn ơi. Không, nếu mà đi không được thì giả bộ cái lộn vợ vợ bỏ rồi mình xách ra đấy cũng được các bạn ơi. Thôi nên mình xin tạm dừng clip tại đây nha. Cảm ơn anh em rất nhiều, yêu quý ủng hộ anh em Sơn Diệu Vlog, anh em yêu quý chủ đề của anh em mình lên đồng, muốn anh em lên đồng lần nữa thêm một thời gian dài nữa thì anh em cho một like đăng ký kênh nè. Chỉ cần anh em ngồi đây bỏ một vài like đăng ký kênh anh em mình có sự tương tác tốt thì anh em mình sẽ cố gắng làm nhiều clip hay hơn cho anh em xem nha. Còn những cái chuyện quay clip hay là khó khăn, những cái chuyện gì là chuyện đó để anh em mình làm nha các bạn. Chào anh em ha. Bye, chào tạm biệt. Chào anh em.